Giờ vào hôm nay ngày 15 tháng Sáu năm 2024, sáng thứ Bảy, núi Thiên Long Sơn. Nhiệt độ là rất là tốt, 75 độ, 75 độ, khoảng 22-23 độ C. Ngày mấy thầy trò ngồi ở đây, lâu đệ tử tiền nay mình nói chuyện đạo đây. Tại vì chuyện đạo là mấy vị kêu 5 năm trước con đã nói đạo rồi. Con đã cứu được mấy chục triệu người, đã làm cho hàng cả một nước Việt có một cái nguồn hy vọng về tương lai của thời mạt Pháp, là con sẽ về Việt Nam làm vua và sẽ gặp lại sư tổ tôi Đức Thầy. Hai người sẽ xuất hiện trong một thời gian ngắn, khoảng năm nay. Chuyện đạo đã làm xong thì đạo nó cũng như cái cây hạt lúa, tự động nó mọc lên, mỗi ngày có nhiều nghìn người. Thì từ đó mấy vị nói bớt chuyện đạo, lo chuyện đời. Tại vì bài Kính Thiên mẹ nói là nửa đời nửa đạo, thì từ đó lo đời thì mới lo chuyện Trump mà lo chuyện chính trị. Nhưng mà không có tham chính trị, ở đó có bản sáu không, không danh là ai cũng biết là không có một đồng bạc nào trên này rồi. Không lợi là chả ít lợi, toàn là bị chửi không. Từ lúc mở cái chùa này mặt đường Vinh Minh gần mười mấy năm, không có gì là bị nguyên cả cộng đồng mấy trăm ngàn người ở đây tẩy chay. Cũng bởi cái chùa mấy ông thầy có bồ cái đi ra đi vô rồi nói mình đuổi. Không lợi vậy phải không? Không vận động gây quỹ thì ai cũng biết. Không chính trị, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào. Sư phụ không có thuộc tổ chức thành phần nào. Tự sư phụ là giáo chủ của Thiên Tâm, và đồng thời là người sáng lập Thiên Việt cho nước Việt tương lai. Và không có làm phiền ai, sư phụ không làm phiền ai, giàu cho người đó ác với sư phụ. Có bị cộng sản mua chuộc, có phản sư phụ, có ở nào sư phụ cũng không có nêu tên, cũng chẳng có lên. Chứ sư phụ lên cái kênh này nó một cái là mệt đó. Sư phụ rất là từ bi, cả hàng đệ tử cũng vậy. Mình trở lại cái số 3 là không chính trị. Cái chữ chính trị này giải thích như thế này. Chính trị khi nào một người mà háo quyền tước, ham quyền, rồi dùng mỗi thủ đoạn đi campaign, đi vận động để mà mình đạt được cái chức này chức nọ. Còn sư phụ không có, sư phụ không có làm cái chuyện đó, tức là không có chính trị, cái đầu không có. Nhưng mà cái số mệnh phải làm vua, phải cứu nước Việt thì là số mệnh. Còn sư phụ mà ham campaign dễ ở, ra ứng chức cử thị trưởng hay là nghị viên hay là thiếu gì, thì cho nên sư phụ giải thích để hàng đệ tử rõ. Không có. Chỉ bài Kính Thiên mẹ nói là rồi đây nắm giữ giang sen đó, đo cho quốc thái dân an lâu dài, thì sư phụ phải gán làm phần đó lại. Thì cái kết online là sau khi hết Covid, mấy vị nói con sắp sửa đi về Việt Nam lo cho 100 triệu dân cái bao tử, thì con phải để cái phần đạo bớt một bên và cái phần đời. Thì từ đó tới ngày hôm nay sư phụ đi tứ tung để lo vận động phần đời. Đây trong nhân loại chúng ta tu thì cũng có tu đó, nhưng mà đời á, nhiều hơn tu, 80-90% là đời. Sư phụ được lòng cả hai giới, vừa tu vừa đời, vừa thầy vừa không thầy, vừa cộng sản vừa quốc gia, HO hay là đảng viên cũng đều thương sư phụ hết. Cả Mỹ Đen nó còn thương nữa kìa, Mễ nó còn thương nữa. Huống hồ chi á, là quốc nội và quốc ngoại cũng đều thương. Chỉ có một số phần trăm rất là nhỏ, đó là gọi là cộng sản cực đoan, gọi là bán nước Trung Cộng. Và họ không bao giờ tin, họ là vô thần, họ không bao giờ tin cái triết lý có Thượng Đế và có Phật. Sư phụ là người được cha Thượng Đế chọn, và tất cả các chư Phật, hội đồng chư Phật chọn xuống trần để mà cứu nước Việt màn ba này. Một người duy nhất. Nhưng mà vì quá lâu, cả cuộc đời sư phụ hôm nay năm mấy tuổi,
và mấy bác HO từ trại tù Nam Hà năm 79 phò sư phụ tới ngày hôm nay là gần biết bao nhiêu bác, bây giờ chỉ còn có vài bác còn sống nhưng mà cũng 80-90 tuổi. Trong đó có ông Đầu Bạc của mình. Ông Đầu Bạc là vì mình thương ổng thân thiết như cha ruột thì mình gọi ông Đầu Bạc nó thân thiết chứ không phải là bất kính. Thì còn là ông Đầu Bạc với mấy bác, ổng là tuy là bố vợ nhưng mà mình gọi ông Đầu Bạc đi nó thân chứ bố. Sư phụ hôm nay nói về tham sân si. Trong khi mà mình mong chờ, mong cầu một cái gì mà lâu quá nó không có thành á, thì trong lòng mình cũng sanh ra nghi. Từ đó mình mới có ngã mạn, rồi mình mới gọi là tham sân si. Tham là gì? Mình mong cầu. Tham là gì? Trong một cái tổ chức 5-7 nghìn người của hàng đệ tử của Thiên Tấn Kiệt này ở hải ngoại và mấy chục triệu bên nước Việt, mình cũng muốn đứng trên, ngồi trên và chỉ ngón tay những huynh đệ tỷ muội của mình. Thế đó cũng là lòng tham. Tuy là mình rất là có công giỏi, lo mọi chuyện Phật sự, chuyện trên núi, nhưng mà khi mình có lòng tham, mình cũng vẫn đi sai được. Thì từ cái lòng tham mới sanh ra nghi, rồi từ đó nghi thì mới đi theo đường tà đạo, giữa chánh và tà, giữa sàng lọc của thời hôm nay. Hôm nay chúng ta, thế giới đang sàng lọc, họ Thiên cũng đang sàng lọc rất là kỹ lưỡng. Để khi sư phụ về Việt Nam, cái núi này, hiện bây giờ cái núi này đã không còn phe phái để tranh giành nữa, chỉ có một phe duy nhất, đó là phe đọc kinh thôi, như ngồi thiền thôi, không có cái phe nào hiếp phe nào hết. Cái núi hôm nay là thật cực kỳ thanh bình, hơn trong tất cả những thời đại 10 mấy năm lập núi. Mấy con có đồng ý không? Chưa, không có phe nào hết, rất là bình thản, ai cũng vui tươi hết. Đó là tham. Tham thì làm sao? Tham thì phải sân. Là vì mình không được cái đó, mình sân. Là vì chiếc xe hộ chở được có 6 người thì chở những cái YouTuber với những cái media, để mà khi hộ ngồi đâu thì tụi nó bật máy lên, nó quay thì nó bỏ lên mạng. Chứ hộ là tiếng nói của cái thế giới, tức là món ăn của toàn dân tộc người Việt. Thì toàn là nữ không à, có thằng nam là YouTuber đâu. Hồng Cường hả, làm YouTuber đi. Minh hả, thì trên những cái hình ảnh thì thời nay sư phụ là cuốn kinh sống. Cuốn kinh sống có nghĩa là sư phụ ăn mặc giống như đời. Sư phụ đã nói rồi, khết in lai tức là phần của Thiên Việt ra đời, thì phụ lo chuyện đời thì mặc áo đời, để cho những bác HO, những người không có biết tu công giáo cũng không biết tu đạo Phật, họ cũng có phần kính nể sư phụ để mà phò sư phụ về nước Việt. Thì phải giống đời, cũng có lúc phải đeo kính đen cho nó ngầu nữa kìa. Còn cái phần đạo là tự nó rô, tự mấy con tự hiểu. Còn khi mà đi vận động campaign, đi qua nhà ông Trump ở Maligo, ở đó, thì toàn là gái. Tuy nhiên là phải xung quanh là vậy. Khi không những đứa mà không được thì nó đố kỵ, tham, sân. Sân thì thành cái gì? Thành cái si mê u tối. Không có chánh kiến, không có hiểu chuyện chung. Là sư phụ mình đang lo cho nước Việt, đang lo cho dòng họ của mình tương lai, chứ đang lo cho tương lai của mình tương lai, mà cứ lo cho cá nhân. Tham sân si, rồi nghe lời của những người lớn ở trong này, gọi là họ Thiên chúng ta. Có những người gọi là cộng sản nằm dùng rất là lâu, xu đều biết tên hết. Đó là ông Nút Ruồi đó, cái ca đó, sư phụ biết. Rồi những cái người theo sư phụ là trên núi này giúp sư phụ những ngày đầu, họ cũng không bao giờ tin lá cờ vàng bay sọc đỏ sẽ bay phất phới trở về Dinh Độc Lập. Họ không có tin, họ chỉ tin là Hồ Chí Minh muôn năm không à, vô thần không thể nào muôn năm. Cho nên khi mang cái xác phàm, mỗi chúng ta đều khác, mỗi người cốc trời xuống, thì có tinh thần chánh nghĩa và những cái gì bất công mình chịu không có nổi. Còn những người mà thiên ma Atula, họ có cái thần cực đoan và họ chỉ muốn có lợi của họ, cái riêng tư của họ,
cái gì của họ muốn đạt được cái chức cao quyền trọng á, thì họ đầu thai thành cái khối đen, khối trượt, gọi là cờ đỏ sao vàng. Thì cái núi chúng ta mấy tháng nay bị công sản nằm dùng trên này, sư phụ biết hết, tất cả đều biết hết, cho họ nằm dùng. Cả nữ cũng vậy, bên cạnh sư phụ cũng có công sản nằm dùng. Tại vì sàng lọc mà mình không cho họ nằm dùng thì làm sao mình biết họ thiên đứa nào tu giỏi và tu không giỏi. Thì cứ chọn. Nhưng mà đường ai nấy đi thì không có chuyện tham sân si. Rồi thành ra thân khẩu ý, khẩu nghiệp. Khi một cái ý mình si mê, mình không có nghe lời sư phụ mình, mà nghe lời theo cái triết lý vô thần. Vô thần nó ma mị lắm. Sư phụ là tam tịnh nhục, mặc áo đời, mang kiếm đen. Còn thiên ma bề ngoài rất là tu hành đàng hoàng, nhưng bên trong có một khối lượng rất là ghê gớm và dìu dắt nhân là đi vô A Tỳ á. Mình không có nói nhiều đụng chạm nha. Khi mà cái ý khởi ra gọi là bất kính, nó ra khẩu nha, thì thân khẩu ý, thì cái thân phải chịu đọa. Khi đã đi sai rồi khó quay lại lắm. Thân khẩu ý nó tùy theo những cái người mình phạm. Thí dụ người mà có chánh kiến ở chí khôn, khi mà mình chờ sư phụ mình lâu quá, không có về nước Việt, không có làm vua, thì cũng nhẫn nại để chờ xem thì sư phụ mình còn cứu mình nổi. Còn mình đã lỡ mà nghe lời xúi dục của ai đó thì cứu khó nổi lắm. Tại vì khi mà bán linh hồn cho bên vô thần rồi thì chỉ có đọa địa ngục vô gián thôi. Khi cái tiếng mà mình, thí dụ mình làm, Phật có nói một người đầu tiên nói không có tội lỗi nhiều, nhưng mà người sau đồn, nó như sống vậy đó, nó đồn rang ra. Và đến cái người mà đầu tiên đã hối hận rồi thì cái tiếng của người đầu tiên nói cho một người, nói cho 10 người kia nghe. 10 người kia là lúc đầu cũng gọi là tâm không có vững đó, nghe theo thì người đó cũng bị tội. Nhưng mà rồi 10 người nói ra, 10 người cứ nhân lên. Cho nên cái lời nói mà đầu tiên mấy con cần phải rất là cẩn trọng, đó là tội rất là nặng. Phải cẩn thận. Mình người tu mình không có nên nghĩ cái gì hay là nghe nói cái gì mình chạy thôi liền. Phải để im đó, mình chờ thời gian. Cái gì cũng phải có nhẫn nại hết á. Chứ 10 người nó đồn ra 10 người, đến cuối cùng giống như hồi xưa thầy ông Lai rời khỏi chùa, sư phụ cũng phải đi lại từ bà Phật tử, tôi có kể rồi. Tới những cái người đó hiểu, nhưng mà cái tiếng xấu tới ngày hôm nay vẫn còn, tại nó lan ra xa quá. Thì con nghĩ những cái người đầu tiên á là có vẫn còn tội. Giống như kiểu Michael Jackson vậy, sáng tác mấy bản nhạc. Khi ở trên thế gian ai ca cái bản nhạc đó, Michael Jackson đó là ôm cục đồng một cái. Chúng ta cũng vậy thôi. Mà một người thường á thì không nói, mà một người chuyển lương thánh dương thì là nó nhân lên gấp tỷ lần à. Là về cản trở hàng triệu người. Cộng sản là vô thần, họ có thể nói Hồ Chí Minh cầm cục gạch nung lửa được, và họ làm cho cả dân miền Bắc ngày nào cũng lên đài radio mà để nói trên đài á, là rồi người ta cũng tin như vậy. Thì các con nghĩ cộng sản nó chỉ nói để lạc lòng tin những cái người lửng lửng, gọi là nửa nửa thôi, là họ đã thắng cái đó. Cho nên tại sao từ đầu á cha mẹ kêu sư phụ nói lại là phải có bi trí dũng, tất cả đều phải có bi trí và dũng, phải có cái nhẫn nại nữa.
chứ không phải mình muốn cái là mình được liền, không phải mình chờ lâu quá cái là mình bực lên, nó không phải như vậy. Ngay trong lúc này núi của mình bị gọi là under attack bởi thế lực vô thần trắng và đen, hôm nay phải phân định lưỡng cực. Thì Sư đã từng nói lúc mà ngồi nhập thất ra có nói, hôm nay cũng nhắc lại, họ thiên cũng vẫn tiếp tục sàng lọc cho tới ngày Đức Thầy xuất hiện. Cha, hồi sáng Sư phụ nói chuyện với cha, cha cũng nói là tất cả phải giữ lòng tin với Đức Thầy, với cha là Thượng Đế, Đức Thầy là Đức Huỳnh Phú Sổ, và phải tin Minh Dương là Sư phụ. Phải vững lòng tin, ai nói kiểu nào thì cũng phải vững lòng tin. Đó là lời của mấy vị vừa mới nhắc. Mình chỉ nhắm cái đó thôi. Còn những cái gì, cái thế gian này nó ghê lắm. Nếu không, Cộng sản nó không có thể gạt được cả thế giới cả trăm năm nay đâu. Vì chúng ta không có bi chí dũng. Nếu chúng ta có bi chí dũng, ngày xưa cuốn sách Các Mác Lenin á, nó dục thùng rác ngày đầu tiên khi người ta nhận dạng ra nó rồi, thì nó mới lan tràn tới ngày hôm nay, tai hại cả hàng trăm năm là vậy. Cha mẹ cũng thường nhắc nhở. Mới sáng cho hộ gặp nói chuyện với cha, nói chuyện với mẹ, mẹ cũng nhắc con xuống trần đạt được mục đích. Cái Thiên Long Sơn này nó đã nói lên tiếng nói riêng của nó rồi, con đã thành công cái này rồi, sau này con không có thời gian để nghĩ về nó nữa. Hôm nay con cũng đã làm xong một nhiệm vụ mà gần mấy tháng trước mấy chị dì đã giao phó, đó là thanh lọc họ Thiên để mà chọn lại những đứa hiền tài, để mà sau khi sư phụ không còn giờ giấc về cái núi này nữa, thì những đứa họ Thiên đó là những đứa là chủ tiếp quản cái núi này. Cái núi này hiện bây giờ trên giấy tờ của County nó có, ai mà làm trong County làm ơn coi. Nó là Thiên Tâm LLC làm chủ 500 mảnh đất này. Thiên Tâm Religion hợp thức hóa ở Mỹ, chỉ không có hợp thức hóa bên Việt Cộng thôi. Không có nghĩa là đạo này là không có hợp thức hóa, nhưng luật pháp của Mỹ có non-profit, sự vụ đóng thuế hàng năm, hợp thức hóa của Mỹ đàng hoàng. Có cuốn kinh ở trong cái kho của Mỹ, và có hình tượng cha mẹ, là một cái đạo riêng Mỹ hợp thức hóa, nên nhớ rõ. Và Thiên Tâm Religion occupy cái dãy núi này 100 năm. Và option to renew $1 for 100 years. Thì có nghĩa là cái gì? Thủ nó rõ, để lên trên khao đi mà coi. Có nghĩa là cái núi này tặng cho cộng đồng năm forever, mãi mãi đó. Họ Ngô, con của sư phụ, có cái hãng tài sản sư phụ ngoài kia $1 tỷ. Tụi nó không có cần cái núi này. Nên nhớ những lời sư phụ nói lời đây. Thì Thiên Tâm Religion là occupy $1, leasing của Thiên Tâm LLC 100 year $1. 100 năm. Mấy con sống 100 năm nữa không? Tới 100 năm sau cứ renew tiếp. Đó là how we operate this mountain. Tiền của chúng ta xài là mỗi năm hãng của sư phụ làm mấy trăm triệu. Đôn nấy khoảng 5 triệu vô cái núi này để mà xây dựng. Và đang tiếp tục đôn nấy vô 5 triệu. Được lệnh của Mỹ cho tax rate of 50%. Nhưng tiền mặt của sư phụ vẫn bỏ vô 2 triệu rưỡi. Để chúng ta ăn uống xài hay trồng cỏ hay này. Chưa có ai cho sư phụ một sen nào trên này. Và sư phụ cũng không có cần đứa nào tiền nữa. Chỉ cần cái lòng, cái tâm và cùng chí hướng. Đó là chánh nghĩa. Để chúng ta đi về Việt Nam. Để cứu dân tộc chúng ta. 100 triệu dân đang ngồi ngóp chờ chúng ta. Sư phụ chỉ cần vậy thôi. Nên nhớ rõ. Ở Mỹ này nó có luật pháp. Còn những ai ngoài kia mà không hiểu, ở Mỹ này nó có luật, nhiều luật lắm. Mà sư phụ hãng Kenty sư phụ không có làm nữa.
nhưng mà sư phụ vẫn là cái linh hồn của hãng, tuy là hai ba đứa con sư phụ run cái hãng đó, nhưng mà tập đoàn luật sư nó có ba tập đoàn lo công việc của hãng. Sư phụ đóng hàng tháng á, mỗi thằng mấy chục nghìn, nó cũng rảnh lắm, ai đụng tới cái nguồn lợi của income, danh dự của sư phụ là nguồn lợi của hãng, 500 nhân viên và tập đoàn luật sư nó sẽ lôi ra, nên cẩn thận. Tôi chỉ nói vậy là dùng. Sư phụ thì rất là từ bi, không có làm gì vậy hả? Nhưng mà cái gì á cũng phải rõ ràng thì mình mới gọi là làm đúng. Còn mơ mơ ảo ảo hồ hồ mà kiểu như Hồ Chí Minh hay nói như Võ Thị Sáu đó, nhỏ khùng á, chúng ta cũng có thằng khùng á, đệ tử khùng. Cộng sản đã xâm nhập vô cái núi này và nó đã mua chuộc được một số người lớn ở trong cái núi này. Cho nên tất cả các con phải cẩn thận. Người nào, sư phụ có nói không tin hỏi mấy đứa gần sư phụ đi. Đứa nào mà càng gần sư phụ thì phải càng giữ số điện thoại. Họ rất là nham hiểm, họ phải lựa mặt được người, họ phải nằm trà trộn trong cái này nè, họ ngồi chung với chúng ta. Mỗi ngày họ biết ai là ai, đứa nào làm được gì, đứa nào họ làm gì. Cho nên gần sư phụ chừng nào càng nguy hiểm chừng đó. Và đồng thời cách đây khoảng một tháng mấy, sư phụ có nói cộng sản nó dở cái chiêu cái video cuối cùng, thì ngày đó là ngày tàn. Đúng vậy, hôm nay là ngày tàn của cộng sản, của chế độ vô thần. Là vì kiêu binh đã nắm hết chính quyền nước Việt, thì đó là một triệu chứng của một thời đại sắp thay đổi. Kiêu binh là gì không biết không? Hồi xưa thời vua Lê Chúa Trịnh á, thì lúc mà loạn lạc á, thì quân mấy quân sĩ á, rồi cứ đi bắt người, bắt cả quan, bắt cả dương gia, bắt cả hoàng hậu luôn, rồi bắt dân hết, tức là rồi kêu binh, tức là khi có quyền lực nhiều quá thì họ nắm hết chức quyền, họ không có màng ông vua Lê, lúc là Lê Chiêu Thống, họ cũng không có màng Chúa Trịnh thời đó nữa, là kêu binh là nắm hết quyền lực, họ có quyền bắt vua và bắt chúa luôn. Thì hôm nay nước Việt cũng là trở về cái thời đó đó, đó là thường tất cả những quốc gia mà khi vào lâm cảnh này thì gọi là một cái triều đại sắp thay đổi. Và cộng lại bao nhiêu hiện tượng sắp xảy ra, dân miền Bắc sẽ tràn vào miền Nam, nhất là vào vùng miền Tây núi Cấm, để mà họ tìm cuộc sống khi có chiến tranh loạn lạc xảy ra. Chưa biết nhiều và nhiều lắm, nhưng mà nói nhiều á thì cộng sản nó biết, cái nó núp nó né, nó cũng xin nữa, xin xỏ trên á. Cho nên giờ sư phụ có biết nhiều, sư phụ cũng không thèm nói nữa, chỉ nói chơi chơi ngày chút chút vậy thôi. Mấy vị kêu á, lấy mấy cái kênh cũ xuống, tại vì lúc thời xưa cơ trời có đi 90%, 10% là do cha với Phật. Sư phụ nói là hồi đó Đức Thầy nói là cả ta tiên tri sáu quyển sấm cơ của miền Tây cũng là 80-90%, 10% là Phật với cha là người quyết định cuối cùng. Con sắp sửa đi vào nước Việt thì họ sẽ gom lại thành một cuốn phim để họ chiếu những cái gì con nói sai lúc mà con nắm chính quyền. Mấy vị kêu lấy xuống rồi từ từ mình nói lại giống như giờ vậy đó, thì sư phụ lấy xuống rồi để sau khi mai mốt về thì hụt bỏ lên lại. Nó cũng nằm ở trong cái private YouTube thôi, thu từ từ sẽ bỏ trở lại hết, đừng có lo. Chỉ có lúc này á, lúc gây cấn quá không, tại vì lúc mà cái nhóm nhỏ mà chống á, nó vẫn còn cực đoan, nó vẫn tin là Hồ Chí Minh muôn năm. Hồ Chí Minh chỉ có 50 năm chiếm miền Nam thôi chứ không có muôn năm được, sẽ trả lại cho nước Việt, trả lại cho 100 họ. Tại nước Việt không có thuộc về ai là chủ của 100 dòng họ, họ Trần, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Phan, họ này họ nọ làm chủ, chứ không có phải là họ Nguyễn hay là họ Tô.
khẩu ý. Khi mình đã sai phạm rồi và mình đã ấy rồi, mình sai phạm với một cái level thấp thì tội sám hối nó có thể một đời, nhưng mà khi mình sai phạm lớn, nó tội nặng cũng giống như là Phật chảy máu, giống như đốt chùa, giết thầy. Còn những người mà phản thầy, phản bạn, những người đó muôn đời và mãi mãi, cả đời này về đẳng đời sau, khó mà có tốt với ai lắm. Khó mà có một cuộc sống an bình, hạnh phúc lắm. Khi cái tâm tham sân si và phản thầy, phản bạn, rất là khó. Cả các đệ tử họ thiên trên thế giới gắn nhớ, những người phản thầy, phản bạn, bất cứ lúc nào họ cũng có thể phản mình. Mới coi kỹ. Người thì thuận theo đất, đất thì thuận theo trời, trời thì thuận theo tự nhiên. Đạo do tự nhiên mà sanh ra cái đạo, do lòng con người quá sức hỗn độn và hàng tu sĩ 2500 năm Phật giáo không có độ được nhiều người quá khó, cho nên hôm nay mới có nạn ma tăng tràn lan khắp nước Việt và làm cho lạc lòng tin của mọi người. Tại sao nước Việt đảo chánh gần mấy tháng nay rất là khủng khiếp, kiêu binh nắm hết chính quyền, trong vòng 2-3 tháng những trong tứ trụ bộ chính trị đều bị đuổi về giường hết mà không ai biết, truyền thông lên báo cũng chả ai đọc. Một cái quốc gia gì kỳ cục mà chạy theo. Hôm nay nói chuyện mà có nhiều người comment hỏi á, có ông sư mà đi ngoài đường á, chú không có cho đó là sư. Nếu một sư thiệt mặc một áo vàng, giàu cho tứ cố vô thân không cần gì, thì cái áo vàng nó có rách lủng lỗ đi nữa đó, cũng không có kim, không có tiền, không có chỉ để mai nữa. Tại sao phải lựa nhiều màu giống như đồ modern mà showbiz vậy đó? Rồi ai đâu mai, ngày mai cái đó vô, nhìn bao nhiêu đó thôi, thấy nước Việt cái trí tuệ như thế nào. Mà nếu nói thì đụng chạm, bao nhiêu thôi mình biết đúng biết sai rồi. Tất cả con ngồi suy nghĩ đi. Nếu mà sư phụ là một người mà tu hạnh Bồ Đạt, hạnh khổ cực đó, thì phụ cũng là cái áo vàng thôi, đỡ đi bao ngày áo nó rách thôi đúng không? Nó rách thì kệ nó, chứ dọc đường kim đâu giá, mà có giá thì cũng lẹo lẹo không? Thì cũng là cái áo vàng. Còn cái này á, có design đàng hoàng, có nhà thiết kế, thì bao nhiêu đó còn hiểu thử. Mà ngay trong lúc nước Việt đang bị đảo chánh, vậy mà có thể đánh lừa cả một dân tộc, cũng y như kiểu Hồ Chí Minh cầm cục gạch mà nung đỏ vậy đó. Ghê không? Cũng y như chỗ này của chúng ta cũng giống vậy đó. Chánh và tà, thiện và ác, đến lúc giờ chót, các sắp sửa ra đi á, thì họ dùng dãy mọi tứ bề. Lúc mà sư phụ bị mấy cái ông Việt Nam chửi là gì ta, cái ông gì nói sư phụ không phải đức thầy á, mới nói á, trong cái Xuân Hạ Tác Cuồng Thư á, là kiệt là tên của con đó, con gán giải thích. Mà từ đó bữa giờ cũng mấy năm sư phụ có giải thích kiểu nào nữa đó, họ điếc họ không có nghe hả gì á. Nói con lấy bài Xuân Hạ Tác Cuồng Thư rồi. Từ lúc lên mạng 5 năm nay, sư phụ thường nói, người mà hiểu được sư phụ là biết được cơ trời,
biết được cơ trời thì biết thiên cơ, biết thiên cơ thì mình mới lựa thiên cơ, mình lựa theo thời thế thì mình mới là dùng thời thế để mình lập cơ đồ để mình lo cho tương lai, cơ vận và dòng họ của mình tốt. Chứ sư phụ lên đây từ bữa giờ đâu có ích lợi gì đâu, mà toàn là bị vùi dập sóng gió, nhưng mà xuống trần không có than thì không xuống trần, cho nên càng vùi dập khoái chừng đó. Quá bời xuống hạ đất còn thơ không? Ở đây hồi nắng tấn công vô hoài ta. Dưới có ai hỏi gì không? Giờ mình giải thích rồi đó. Tham sân si thân khẩu ý, mình gọi là áo mò đen đi, dù từ nay gọi áo mò đen, tại mình không nói tên là mình không đụng chạm á, không gọi áo mò đen. đẩy lửa dùng chiêu là đẩy lửa, mò đen đẩy lửa. Sư phụ mặc áo mò đen chắc phụ cũng nổi tiếng lắm, mặc áo lịch sự cũng bị chửi. Sĩ điền tịnh tiểu nhân lấn lướt, thời giận hèn dụng nhược thắng can, cầu cho bốn biển bình an, chúc câu lai thế sớm làng vĩnh niên, xưng danh hiệu nửa tiên nửa tục, đứng trung thần gạn đục tầm trong, dinh câu thủ cụ gia phong, gom thành lá rụng vung trồng giống xưa, tơ lòng nhiều đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật Thánh phước thừa cho dân, chúng lấy thuyết vô thần bài bác. Đó, thuyết vô thần bài bác. Quyết một ngày thông đạt địa tiên, chúng sanh nghe thửa lời truyền, cùng nhau thảo thuận danh hiền mới thơm, dốc chờ ngày sen đơm nhị trổ, khỏi bồn lầy dông tố hiển vang. Đó là mình sắp sửa sen đơm nhị trổ rồi đó, sắp sửa về Việt Nam là hiển vang á. Bá nha hiệp mặt tao đàn, cứ nghĩa là người quốc nội quốc ngoại, những người có sứ mệnh sẽ gặp nhau, gọi là bá nha hiệp mặt tao đàn. Tử kỳ trỗi giọng khải hoàng bốn phương, tức là cái thời này chúng ta là phong thần hai nha. Hồi xưa sư phụ đóng vai là nhà Chu á, tên gì ta? Nó không phải giết Chu Dương á, giết Chu Dương Đắc Kỷ á, tên mình cũng quên, mà nó mấy nghìn năm rồi. Thì sư phụ lập nhà Chu thời đó là phong thần một, hôm nay sư phụ tái sanh lại là nhà phong thần hai. Cơ xương hả? Cơ xương à, xưa đóng vai cơ xương, hôm nay đóng vai cơ kiệt. Nó cũng thằng thôi, nhưng mà khác cái xác phàm á. Cùng nhau thảo thuận chúng sanh nghe thở lời nguyền, cùng nhau thảo thuận danh hiền mới thơm, dốc chờ ngày sen đơm nhị trổ, khỏi bùng lầy dông tố hiển vang. Bá nha hiệp mặt tao đàn, tử kỳ trở giọng khải hoàng bốn phương, lòng chảnh cảm quê hương nghèo ngặt, đất nước mình quá nghèo sẽ đói tiếp tục. Vậy mà có thằng khờ nó nói
ở Mỹ lạc hậu hơn, giống như nghèo hơn Việt Nam. Là thấy là danh từ của cộng sản rồi, vì cộng sản nó mua chuộc, muốn nói gì thôi. Các nước ngoài bán mắc hàng lên, ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiềm mặt lập nền từ bi. Những mơ ước hồi quy thượng cổ, tức là chúng ta đi lưu lạc hải ngoại lúc nào á cũng mong trở về nước Việt, rồi hồi quy thượng cổ tức là cũng mong đất nước trở lại là có vua, tức là việc năm Đinh Dậu cơ trời hé lộ, hết binh đao quy cổ diệt kim, thì sau này nước Việt có vua là vậy, là mới gọi là đoàn kết. Chứ còn hay bí thư hay tổng thống thì sao không có đoàn kết, cũng chả ai mà muốn cờ vàng bay sọc đỏ Việt Nam nhiều á, tại vì cái nó bị ăn vô nhiễm rồi. Bây giờ nó lá cờ vàng bay sọc đỏ nó chỉ tạm thời lúc đầu thôi nha, để mà đưa người về thôi, rồi sau đó mình họp hội viên hồng lại. Thì hồi xưa mấy clip cũ nó có nói cái đó chứ, nó cũng vẫn thích cờ đỏ sao vàng đó, nhưng mà cờ đỏ sao vàng quốc tế đâu có thừa nhận đâu, còn muốn quốc tế thừa nhận liền chỉ có cờ vàng bay sọc đỏ trong những thời gian đầu, rồi sau đó mình mới ngồi mình họp lại chọn quốc cờ chung dung, để cho cái giới trẻ hải ngoại và giới trẻ Việt Nam của con ông cháu cha nó hòa đồng lại. Thì cái đó là phải có cái hội nghị Diên Hồng. Trước khi ngồi hội nghị Diên Hồng có cái hội Long Hoa ở Cần Thơ, để mà tất cả những nhân tài về đó để mà ngồi họp lại, có ai có bằng cấp gì, có tài năng gì, giữ chức vụ gì. Thì có nhiều cái hội lắm, hội Long Hoa, hội Long Dân, hội Diên Hồng. Tất cả nghe cái tên thì nghe thấy nó hơi quá ngầu, quá sang, và quá cổ, và quá kinh kệ. Nhưng mà thật sự dịch ra thực tế là một cuộc hội anh tài, hội quốc nội, hội hải ngoại ở Việt Nam, đứa nào mà học giỏi cũng vô ngồi đó họp, để coi đứa nào chọn được. Chỉ có một cái chọn là chọn cái lòng, cái lòng không có tham, đừng có tham nhũng, là giữ chức này chức kia, bộ trưởng này bộ trưởng kia, thì đừng có tham, chỉ có nên học cái đó là tốt nhất. Còn cái học mà về ngành nghề mà cá nhân chi tiết á, thì ai cũng cần, nhưng mà tôi cần nhất là học làm người á. Chứ không phải như cái xã hội bây giờ nó hô lộ, nó tham nhũng từ cái thằng gác đường cho tới cái thằng thuốc ở trên máy lạnh. Hôm nay công an được quyền lấy 85% ngay trước mặt, giống như giờ con không uống rượu say mà nó phạt con, nó nói con uống rượu say con lấy gì con cãi nó phạt con 1 triệu đô, nó lấy được 850.000, nó bỏ túi đưa về ngày mai nó đi nuôi vợ nhỏ nó, còn 150.000 nó đưa về cho bên kia, chắc bữa nó trả tiền giặt quần áo áo vàng với mượn cái súng đeo ở ngoài vậy đó. Nó y như một cái đảng cướp ở ngoài đường. Chỉ có quốc gia, chỉ có nước Việt Nam, nước duy nhất có cái luật này. Mấy con thấy nó xấu hổ không? Cảnh sát làm việc cho cảnh sát, mang ví dụ dân có làm sai á, lấy tiền về nộp cho ngân khố quốc gia, rồi ngân khố quốc gia phát lương lại không? Có nghĩa là mai mốt á, nó muốn lương của nó một tháng lên 500 triệu là nó cứ phạt người ta miết à. Có không có gì, tao chấn cổ mày, mày chỉ đưa tiền cho tao thôi. Có phải là vô pháp vô thiên không? Là nước Việt hiện giờ đang vậy đó. Còn vàng cũng vậy, vàng bạc ai mà giữ giấy tờ? Đời ông có nội tôi để lại giao cho tôi làm giấy tờ, không có giấy tờ là của nhà nước, thôi đi ăn cướp của người ta cho rồi đi. Hiện giờ Việt Nam là vậy. Còn giá vàng là tăng hơn quốc tế gấp mấy lần. Con thấy dân nó khổ như vậy đó, lòng dạ của chú phụ thiệt là như là kim đâm vậy đó. Cho nên chú là number one của nước Việt Nam, the most wanted. Number one, mình gọi là số 1, the most wanted. Thì dĩ nhiên cộng sản nó ghét nó tìm ai. Thí dụ như phụ thân cái đứa nào đây thì nó tìm người đó, thì nó biết ai giúp đắc lực cho núi Thiên Long Sơn thì nó tìm người đó để nó mua chuộc. Thì một số người của mình tham tiền với lòng không có vững thì bị thôi.
đứa khúc nào ở ta nghèo ngặt, ai ở ta nghèo ngặt, lòng chạnh cảm quê hương nghèo ngặt đó, nước Việt Nam quê hương nghèo ngặt, cái này ngặt nghèo luôn nữa. Các nước ngoài bán nước bà bán mắt hàng lên, ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt lập nền từ bi. Nghĩa là nước Việt sau này nó không có còn như bây giờ, sau này là người hiền không à, là nhờ đạo Thiên Tâm. Đạo Thiên Tâm đầu tiên là có Bi Chí Dũng thì ra làm được công chức rồi, không có hối lộ rồi, thì cha cho cái nền đạo ra đời trước, rồi đến đó cái hệ thống về chính trị thì đi sau. Cũng giống như cha cho sư phụ lập đạo xong, đến phần sau cha kêu là phải lo về phần đời, thì những cái năm gần đây sư phụ nói chuyện toàn là đời không à. Ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt lập nền từ bi. Những mơ ước hồi quy thượng cổ, thì hết câu ái ố dèm pha. Phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung. Dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi. Liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Tức nghĩa là chào người chân tu, tức nghĩa là sư phụ đã từng tu nhiều kiếp, và sau này sư phụ cũng về mặt đời là làm vua nước Việt, thì nước Việt sẽ chào đón sư phụ về. Thì cái câu này là đi như cái đó. Cũng giống như cái câu của Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó là thầy tu mở nước vậy mà mới hay á, thì nó cũng gần giống nhau của câu Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Chào người chân tu, tuy là ở ngoài sư phụ lão đời nhưng trong á là tu. Không cần phải mặc áo vàng. Thế gian thoát chốn ngục tù, từ đó nước Việt sẽ không có còn khổ ngục tù như ngày hôm nay nữa. Thần tiên hiệp mặt thì cù quá long, mắt nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà hiện tró hòa quang. Việt Nam là vốn hồng bàng, không còn hung bạo lăng loàn như nay. Dòm khắp chốn rồng mây chớ dở, dân hai lòng hết bỡn khùng điên, thiên cơ biến ảo diệu quyền. Ồ này hai bên hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai, bút nghiêng hạ viết bài an lạc, dẫu cho người dốt nát cũng nghe. Kìa kìa con cuốc gọi hè, chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai, thi thì tả cảnh bồng lai tại thế. Chúng ta đang ở bồng lai tại thế nè, gán trân trọng cái núi này, có cả linh thiêng, có cha có mẹ, có mấy ông rồng ở đây, có tất cả những vị tiên thánh Phật ở đây. Chúng ta đang ở bồng lai mãi trần chờ ê trễ kỳ thi, muôn năm trời định khắc kỳ, ngặt ông thất thủ hạ bì khó toan. Ta điên thuở tam hoàng thượng cổ, cái là câu này Đức Thầy nói anh. Hồi xưa đó, Đức Thầy cũng là đóng vai Khương Tử Nha đó. Là thời đó người ta cũng nói Đức Thầy đi câu cá mà không có cái lưỡi rồi, là cũng đã điên rồi đó. Ta điên thể thời xưa vậy đó, tam hoàng thượng cổ. Khùng thế thời, khùng lộ ngoài da, ghét dòng con nịnh độc xà, kinh khi trung nghĩa hải hà lòng nhân, đường gai góc thiên sơn vạn hải, dẹp cho rồi tướng bái đằng đàn đăng, tử nha như thể cát đằng, tùng quân dựa bóng vui bằng hưng châu. Tức là nhà Châu thời xưa đó, là tùng quân là giống như trở về nhà Châu thời xưa, Châu Văn Dương á. Các nơi tiên trưởng đâu đâu, lưu bồng hiệp hội đồng chầu thánh vương, tức là chờ thánh vương về. Chủ kia bạo ác phải nhường, có nghĩa là cái thể chế hôm nay phải nhường chỗ lại. Võ Dương hữu đức đường đường trị dân, cứ nghe sư phụ là ngày xưa là Võ Dương, hôm nay tái sanh trở lại thành Ngân Ngô Tuấn Kiệt, là cùng một người Võ Dương. Thì rõ việc phong thần trở lại, thuyền Đông Pha lèo lái cánh trương,
con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Chớ nông nải sân si hư việc. Có một đám nông nải sân si hư việc á, dù nói rồi, phải đợi thời vua kiệt hồi quy. Cái câu này á, làm chấn động cả những người đạo hòa hảo. Thời xưa tất cả những bác trong đạo hảo á, dịch ra từ chữ của Đức Thầy đó. Tức là họ có một cái nhà trí thức dịch chữ của Đức Thầy. Mà dịch tới cái chữ vua kiệt không ai dịch nổi. Vua kiệt tức là chủ vương là kiệt. Mà chủ vương làm sao mà đi đâu mà hồi quy mà chủ vương là vua ác nữa. Nhưng mà thời đó Đức Thầy đã đặt tên cho sư phụ. Cha đã đặt tên từ lúc còn ở trên trời chưa có mang bụng mẹ nữa. Cái này năm 1940. Sư phụ sanh năm 1965 á. Tức là 25 năm sau sư phụ ra đời. Thì cái tên đã có rồi. Phải để thời vua kiệt hồi quy. Đi đâu hồi quy? Thời đó Đức Thầy làm gì biết mình ra hải ngoại mà hồi quy. Thì bây giờ là hồi quy nè. Ở Cali từ năm 81 cho tới ngày hôm nay là 40 mấy năm là sẽ hồi quy. Bởi vì thường thường quý vị nói cái này, Thiên Long Sơn này là cái thao trường luyện võ, là cái khung thôi, không phải là bức hình. Bức hình là bên nước Việt Nam. À, thủ đô của con là núi Cánh. Hồi xưa Đức Thầy hay la vậy đó. Con cái gì cũng Thiên Long Sơn. Tối ngày bỏ một số tiền lớn, tức là 3-4 triệu bạc lo giấy tờ ở đây đó. Bị mấy vị la hoài. Sau này con không có thời gian nghĩ tới nó nữa đó. Cái Thiên Long Sơn vậy á, mà mấy vị nói cho không có thời gian nghĩ tới cái Thiên Long Sơn. Làm sao không nghĩ được. Không có cái nào mà trên cái dãy núi này mà không có dấu chân của sư phụ. Từ cục đá, cục gạch, từ miếng gỗ này, từ cái cây này, cái gì cũng mà đích tay hộ phải tới phải làm việc chung với người ta nó mới ra cái hình hài này á, thì làm sao không nhớ nó được. Vậy mà mấy vị nói câu ông Sơn Thần mới vừa nói, ô sau này á, tại mấy ngày mấy đệ tử nó này nọ đó rồi buồn á, ngài không có giờ nghĩ tới Thiên Long Sơn nữa, mà ngài lo hàng chi giờ, lo 100 triệu dân đang chờ ngài đi. Ông Sơn Thần đây ông cũng nói vậy á, thụ nói chuyện với mấy vị mỗi ngày á. Phải để thời vô kiệt hồi quý, xử phân những đứa vô nghì. Không biết ai là vô nghì rồi đó. Mới là khỏa lấp vết tì ngọc son, khuyên gắn giữ cho tròn lời đạo. Đừng cho lòi cày cáo lung lăng, yêu tinh trực nuốt đường tăng. Mai nhờ đại thánh phi đằng cứu nguy, lối âm tự đường đi chưa đến, nên giữa chừng kẻ mến người khinh. Lối âm tự tức là, thì Đức Thầy nói về chuyện của Đức Thầy, nhưng mà cái câu này nói về sư phụ á, là về sư phụ sinh cho nước Mỹ không có bị tách làm đôi, là cơ vận trễ 5 năm. Mỗi lần mình sinh nó giống như kim đồng hồ á, một cái gear của nó xoay nghĩa là 5 năm, thì bữa giờ trễ 10 năm. Thì hàng đệ tử làm sao chờ nổi 10 năm. Thì những đứa chờ không nổi, nên nóng nảy sân si hư việc. Nhưng mà hôm nay quý vị nói là tất cả mọi thứ đó, nó đã vô khuôn, vô khớp hết rồi. Nó sẽ xảy ra trong năm nay. Yêu tinh trực nuốt đường tăng. Còn nghĩ ai là yêu tinh trực nuốt đường tăng? Mình biết rồi đó, đám cũ và đám mới. Lối âm tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẽ người kinh. Thôi thôi ta đợi mặc tình, dầu ai chế nhạo phận mình toan. Bây giờ Cộng sản nó có dở chiêu gì đi nữa. Nó nói sư phụ không phải là thiên tử. Nó nói sư phụ là cứ dựa theo mấy bác hát ô hồi xưa năm 79, rồi cái chiều hướng đó, rồi cái xưng hô này nọ. Có nghĩa ai mà điên mà xưng hô một cái chiều dài 40 mấy năm, bỏ cái 20 mấy triệu với một cái quyền ảo. Cả hôm nay người ta chỉ thương sư phụ là về mặt tâm linh thôi. Còn mấy bên chính trị ở ngoài kia, người ta cũng đâu có hiểu gì đâu. Có ai đi làm chuyện đó không? Suy nghĩ lại một chút. Cộng sản nó chỉ giỏi nó nói, gặp cho những người mà thiếu trí thức á, cứ lửng lửng, rồi nghe nó.
Người có điên người ta cũng không có làm cái chuyện mà đi đầu tư mà kiểu mơ hồ như vậy nữa. Bây giờ mấy bác HO, đạo Công giáo hay là đạo Phật hay là tất cả các chùa chiền, làm sao mà họ tin sư phụ? Nhưng mà cơ trời đi đến lúc họ phải tin. Nhưng mà nếu mà nói về từ đầu á, mà giống như Cộng sản nó nói là sư phụ dựa vào mấy bác HO từ năm ở trại tù Nam Hà mà dài tới ngày hôm nay, rồi sư phụ mạo danh xưng hô này nọ. Nếu mà mạo danh, tại sao những hòa thượng lớn người ta có thần thông, hay những người mà đồng bóng nhập đồng, người ta có cặp mắt bình thường khác thường mấy con cũng thấy đó, làm sao sư phụ có 7 dòng hào quang được? Thiên tử tức là phải là thiên tử thiệt, chứ không có thể nào giả được, không có thể nào giả bộ được. Chỉ có khi mà con người mà bất kính rồi, không có lòng tin, đã bị mua chuộc rồi, hoặc là bị người ta mượn cái miệng để nói á, nhập vô á, để nó ma quỷ mà. Ma quỷ thì nó thương về cộng, chúng ta là tiên Phật thì chúng ta chánh nghĩa thương Thượng Đế với Phật, còn ma quỷ nó là thiên ma thì nó muốn nói gì nó nói. Nên cái câu chuyện mà nói ồ sao sư phụ chính trị, thật sự đâu có chính trị. Số mạng sư phụ đã nói rõ trong cái bài Kính Thiên rồi, nửa đời nửa đạo. Mà nếu mà chính trị là những nhà chính trị đi vận động campaign rồi muốn chức vụ này chức vụ kia lăng tăng ở ngoài đời, có ngày ngoài đây nó đạo không à, thì cái sáu câu đó vẫn là giữ đúng á. Còn bây giờ chuyện tới ngày hôm nay sư phụ còn có không bày tính theo tháng, không đầy bàn tay nữa. Sư phụ muốn nói nhiều, mỗi lần nói bị cha mẹ sáng ra, con á, chuyện nhỏ con cứ phân tâm hoài, con sắp sửa về Việt Nam rồi, lo cho 100 triệu dân sắp đói khổ đang chờ kìa. Mỗi lần sư phụ nói chuyện đây, nhưng mà nhìn đệ tử bị thương tích kiểu này sư phụ không có chịu nổi không? Sư phụ tính... Hôm nay đang nói trên mạng. Ấy là Phật hôm nay nói nhiều đấy thôi. Tóm tắt lại là sư phụ mặc áo trắng, không có mặc áo showbiz nhiều nhiều lỗ mà may giá, coi có design phải không? Tại có nhiều người cứ hỏi sư phụ lên tiếng, mà lên tiếng làm gì? Chuyện ai ai nấy lo. Rồi nói sơ sơ vậy đó, tại vì sư phụ là người tâm rất là từ bi, một sau này ngày mà gọi là ngày mà hồi quy á, vua kiệt hồi quy á, hồi nãy đức thầy nói ngày mà vua kiệt hồi quy đó, sư phụ chỉ mong tất cả họ thiên các con á, cũng phải mở rộng vòng tay đón chào lại tất cả và tha thứ tất cả mọi người. Chỉ có con không có vô minh, không có vô minh thì con sẽ làm những đứa chị đứa anh để dạy lại những đứa vô minh ngày hôm nay, chứ không có thù oán, đúng không? Đó là sư phụ nhắn nhủ này. Anh như là Phật xin xong cái clip ngắn này.